Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh MVP Game. Mình đây, MVP Sensei đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tiết cái map chế độ mới, đó là một cho tất cả cho anh em xem. Và hôm nay, tem mình đó là tem yêu đào cơ. Và tem bên kia là tem đại thiên cầu, ô tên ngự. Đấy, và bên này thì tiếng trong cái gọi là Trung Quốc, nó gọi là Yotohime, yêu đào cơ trong phiên bản âm thanh dư của Garena đấy, người ta gọi là yêu đào cơ. Đấy, thì mình sẽ cầm con này đi đường giữa. Rồi, thanh niên kia rất là hổ báo và đi cướp rừng rồi. Rồi, đi đường giữa và level 5 luôn nhá. Khi mà map này thì sẽ được level 5 luôn. Không sợ yêu cầu. Con yêu cầu này. Rồi, la liếm một phát nó đã mất 1/4 máu rồi. Nhìn, đấy, leo lên, thanh niên sợ quá. Thanh niên không dám la lên. Ui, trời, chém lực nhè. Một phát vào phát lên level 5 luôn. Rồi, ra đây chặn. Ui, trời, sướng thế. Chơi con này thì anh em sẽ cộng mắc vào cái chiêu thứ hai nha. Sau đó chiêu thứ nhất và cái chiêu thứ ba. Và chiều cuối thì cứ theo level thôi. Bà Ngọc thì mình cộng một chút. Vì con yêu đao cơ này có chút máu nên là mình sẽ chơi kiểu nào. Úi trời, bạn này à, chiều cuối mày được, mày có chứ mình chiều cuối á. Rồi là liếm ngay một mạng rồi. Ok, tuyệt vời, ghê chưa đấy. Lên cái đồ đánh lan và hút máu chứ. Ôi, ba con thiên cầu nó dưới nó hút trụ rồi, gần mất trụ rồi. Úi trời, hút máu sướng thế. Về thế, như là đang lên đỉnh ấy. Úi trời, ra đây liếm luôn cái trụ nào. Ma đánh trụ yếu thế. Thì khi mà đối đầu với thiên cầu ấy, chúng ta phải lên cái giày. Giày gọi là giày giảm hiệu ứng khống chế nhá. Không lên nó hất tung cho thì vỡ mồm luôn đấy. Rồi, các bạn cùng xem mình đánh yêu đao cơ và la liếm cái bọn đại thiên cầu như thế nào đây. Rồi, thích. Bên Trung Quốc bọn nó thích chơi đại thiên cầu Momiji lắm. Đấy, yêu đao cơ thì mình mới lập cái nick ở trên bên Trung Quốc thôi nhá. Chặt lính luôn. Đấy, mình mới lập cái nick bên Trung Quốc thôi nên là mình không có yêu đao cơ, mà cái bọn cùng team nó pick yêu đao cơ đấy. Ai ạ, à, ra đấy. Ai ạ, à, khốn phết đấy, không hất tung đâu, nhưng mà tiếc lắm. Thanh niên kia định ra đây là liếm hộ mình cái mạng, nhưng mà rất là tiếc. Xuống kia mà ấy, hộ tao thằng kia. Đúng kia là kia có thằng rừng ra rồi. Liếm cái trụ luôn đấy. Trời, bạn sai lầm, bạn chọn đại thiên cầu. Thì khi mà team pick được 5 con tướng ấy thì nó sẽ ngẫu nhiên chọn với một tem khác đấy, chứ không phải là mình thấy tem kia đâu mình chọn đâu. Đứng chặn ở đây xem có đứa nào ra không. Chỗ này mình đi đường giữa nha, quên mất là mình không cầm thiêu đốt đấy. Cầm thiêu đốt thì mình vả cho bọn đại thiên cầu đi, sấp mặt lờ luôn nhá. Giống kiểu hội là SMLC đấy. Rồi, tuyệt vời luôn. Yêu đạo cơ này đi tốt cực kỳ khỏe luôn nhá. Các bạn yêu đao cơ thì úi giời, chiêu cuối rồi, tập biến rồi. Thôi anh em, thôi rồi, bổ luôn mình lên chí mạng các bạn nhá, lên chí mạng luôn, định luôn, có định. Một chết rồi, ra định cứu đồng đội. Còn thanh niên này nữa, một. Ui, nó có hồi máu liếm một mạng nữa thôi. Úi trời ơi, bạn đánh sao được mình. Mình còn tốc biến này. Ui dồi ôi, đường dưới kìa, hai còn gắt thế. Hít máu mới hết sạch mana rồi. Đấy, lên cái cung rồi. Tốc độ đánh này, giờ chí mạng đi. Tại sao chúng ta lại nâng cái chiêu 1 đầu tiên? Tại vì là khi chiêu 1 đấy, khi đòn đánh thứ 3 của con yêu đao cơ này nó sẽ hồi máu nhá. Và hồi cực nhiều, như liều luôn kìa. Mình mới tăng được 3 cấp thôi nhưng nó hồi hơn 100 máu luôn. Xuống đây. Ui dồi, nhưng mà chiêu cuối của nó hồi rất là lâu luôn. Rồi xuống đây nào. Xuống đây. Ui dồi, thanh niên yêu đao cơ này hay thế. Đây liếm được không? Cho tao liếm với ma nó nữa. Ăn kiệt sĩ kỳ bò, đúng là cái loại Trung Quốc tàu khựa không thể chấp nhận được. Nhưng mà mình nói với các bạn này, cái bọn Trung Quốc đồ ăn của nó ngọt lắm, phê lắm. Đây là mình đang test ở server, mẹ ạ, khốn phết đấy. Server, ui giời, hất tung. Bạn chỉ làm cho mình mất cái lớp giáp thôi. Giờ đây, hỗ trợ anh em. 1, 2. Rồi biến về thôi. Kia đi rừng nhiều thế. Cái map này đi rừng sướng lắm các bạn ạ. Tại vì sao? Tại vì là level 5 rồi, có tiền mua đồ các kiểu rồi. Ui giời, farm rừng sướng lắm, phí lắm. Thì có mấy thằng thanh niên mà đi đường thôi. Rồi thì là chơi với đại thiên cầu nên là tí vào combat ghê lắm, nên là mình phải lên cái hai đồ kháng phép. Nhưng mà trước tiên là lên sát thương đã. Vòng ra đây xem la liếm được nào không. Chiều cuối sắp hôi rồi. Được 1, 2, bạn nào mày hất tung đi. Úi trời, hất tung ai. Một phát nữa này. Thôi lùi anh em. Trời, hút máu nhanh lắm. Yêu đao cơ này chơi sướng. Ui, một bổ phát mẹ chết ngay một con lính. Ghê thật đấy.
đẳng cấp, đúng là vẫn là chỉ là đẳng cấp thôi. Nào, nó đến, lùi ở dưới lại đánh nhau rồi anh em, chú đây. À, mình đang có 400 rồi, mình gọi là đánh la liếm không hỗ trợ thằng nào luôn. Thằng này có chết không, các bạn nói chết không? Nó biết đấy, nó biết anh em. Bạn này mày, ui giời, này thì hất tung này. Ui ui con thiên cầu, ui trời ơi, có yêu đao cơ chắc tay đấy. Có tốc biến không? Trời, không tốc biến thì xác định là mất ngay hai hột cà ngay. Thiên cầu này, ấy lên chỉ mạng kiếm vang thôi. Vào đây anh em, vào đây, 2, 3 nào, 1, 2, 3 nào, lùi. Đánh nhân kia, vào sâu quá rồi, ui chết rồi, ui mày chi. Mình chưa tốc biến đâu nhá, mình vẫn còn tốc biến đấy. Trời cháu không, các bạn này mình đánh kinh rồi. Ghê không? Ra vào giao tranh gọi là quá là chuẩn luôn. Ui dồi, máu nó hồi như là kiểu như là uống nước lã ấy. Vãi gì thật, thanh niên kia farm kinh đấy nhỉ, vẫn chưa bằng tiền nó à. Để yêu đao cơ lên cái mắt, mạng xà ấy, người như gọi là mắt mạng xà ấy. Chặt đi, 1, 2, 3 nội tại của nó nữa. Nội tại của nó hồi máu kinh lắm. Qua được lớp giáp của mình, 1, 2, 3 này, 4 này, này đi đi ra đâu, nó chạy, chúng nó đến rồi. Úi giời, hồi máu cái chọn sung sướng ấy. À, thanh niên kia lên bảng đi. Đây rồi, có anh ở đây rồi, đừng lo, có anh ở đây rồi. Chạy anh em, thanh niên gã hy sinh rồi, hay quá, giết chết nó đi. 903, ui giời, sướng quá, các bạn nghĩ là cái map này thì 5 con nào là mạnh nhất? Tùy thôi nhá, các bạn phải phân bố hợp lý ấy. Con nào là cái con mà chơi hay này, con nào mà nó đánh lẻ hay này, con nào mà có bắt tổng kinh. Đấy, phải biết được để đi đường. Chặt, chặt nào. Phát nữa thôi, ok, tuyệt vời. Rồi anh em, ra đây ăn bạch tuộc nào. Rồi, la liếm đi, ui giời, nhảnh thế, sướng đấy. Nhặt đệ mà không nhặt thì ai nhặt cho nữa. Rồi, tháp thương bây giờ là 6.000 các bạn ạ. Bây giờ ra đi dịch, nhưng mà bây giờ ra thì cái bà của đứa nó hất tung thì các
các bạn xem đây. Lao vào 1, 2, 3. Này này, này này. Úi dồi, úi dồi, úi úi chạy. Này à, này à. Úi dồi, chiêu cuối nhanh. Cứu. Giết được một thằng rồi. Chạy. Chạy được không? Rồi lên bảng rồi. Vãi. Thanh niên kia, úi dồi. Thanh niên kia cũng chết không? Chết ba đi. Đã nó không chết theo mình. Rồi cái nhà sắp nổi rồi. Thanh niên kia chặt nhà cật lực chứ không chặt người. Mình đứng đứng. Ôi giời in mất rồi. Rồi. Buồn cười vãi. Cái video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu thấy hay thì hãy comment và ủng hộ mình bằng một cách là like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn đã xem video này, đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.